Cô xin chào các em học sinh thân mến. Chương trình ngữ văn lớp 9 học kỳ 2 tập trung vào kiểu bài văn nghị luận xã hội. Đây là phần kiến thức quan trọng có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào 10 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, khi làm bài, các em thường mắc phải một số lỗi như không xác định được đúng dạng đề bài văn nghị luận xã hội, hiện tượng lặp từ, thừa từ nhiều, diễn đạt lủng củng, thiếu logic, ý tứ lộn xộn, chưa biết cách mở bài, kết bài, bài viết còn thiếu sự cân đối. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ chỉ ra cho các em một số lỗi thường mắc phải khi chúng ta làm bài văn nghị luận xã hội. Lỗi đầu tiên chúng ta thường gặp đó là không xác định được dạng đề văn nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội thường chia làm hai dạng là nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống. Đây là dạng đề đề cập về các hiện tượng khá phổ biến trong xã hội. Các câu hỏi bàn đến thường là những vấn đề mang tính thời sự hiện nay bằng một vấn đề trên báo chí hoặc một vấn đề không trích dẫn trong ngoặc kép. Ví dụ, an toàn giao thông hoặc là bạo lực học đường. Dạng thứ hai đó là nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý, đề cập tới những vấn đề có liên quan tới đạo đức làm người, nói về các danh ngôn, các triết lý, các quan niệm sống của các nhà tư tưởng lỗi lạc. Đề bài thường đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, cô có dạng đề, các em hãy trình bày suy nghĩ về câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lỗi thứ hai chúng ta thường gặp trong quá trình làm bài văn nghị luận xã hội đó là mở bài không trúng vấn đề và không biết cách kết bài. Đa phần các em học sinh khi nhận được đề bài và chúng ta đã xác định được đề bài rồi thì vẫn loay hoay trong việc mở bài và kết bài hay lan man không đi thẳng vào vấn đề chính. Mở bài phải đánh trúng vào trọng tâm vấn đề mà đề bài yêu cầu. Nếu là đề tư tưởng đạo lý thì bằng mọi giá chúng ta phải trích dẫn được câu nói, trích dẫn được cái quan điểm đó ngay trong phần mở bài. Ở phần kết bài là phải kết thúc vấn đề đã đặt ra ở phần mở bài và chúng ta đã giải quyết được ở phần thân bài. Nguyên tắc kết bài là phải thể hiện đúng quan điểm đã trình bày ở phần thân bài. Phần kết bài chỉ nêu những ý kiến khái quát, thiên về tổng kết đánh giá vấn đề đã nêu ra ở trên. Lỗi thứ ba chúng ta thường gặp trong quá trình làm bài văn nghị luận xã hội đó là bố cục bài viết chưa hợp lý. Dù bài viết ở dạng đề nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải có bố cục đầy đủ 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết luận. Tuy nhiên, các bạn học sinh thường hay mắc phải một số lỗi về bố cục chưa thật hợp lý. Đầu tiên, đó là chúng ta viết mở bài và thân bài liền thành một đoạn văn và chưa có việc sự tách ý. Thứ hai, đó là có một số bạn khác do còn ít thời gian nên chưa kịp triển khai ý và viết phần kết bài. Do vậy, khi làm bài văn nghị luận xã hội, các em cần căn chỉnh thời gian cho hợp lý, tách ý rõ ràng cũng như đi vào trọng tâm của vấn đề cần bàn luận, tránh dài dòng, lan man và bố cục phải thật rõ ràng. Lỗi thứ tư mà chúng ta thường hay mắc phải trong quá trình làm bài văn nghị luận xã hội đó là lỗi lặp ý, sắp xếp ý lộn xộn. Ý sau lặp lại hoàn toàn ý trước, hoặc ý sau bao chứa ý trước, hoặc ý trước bao chứa ý sau. Sắp xếp ý không theo trật tự nào, viết lan man, dài dòng, trật tự các ý không thích hợp. Một lưu ý nhỏ dành cho các em đó là trước khi chúng ta làm bài thì chúng ta hãy dành ra 5 phút đầu tiên để lập dàn ý sơ lược các ý chính. Như vậy, các em có thể tránh được tình trạng lặp ý hay các ý bị sắp xếp lộn xộn. Chuyên mục hôm nay học gì đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chuyên mục sau.